Hoa cùi quá. Hoa này cùi thế nhỉ? Hay là mình đập thử cho mọi người xem một cái hoa khác nhá. Đập thử trên sóng livestream luôn nhá. Được không? Đập cái này lên nhá. Đập cái này đổi sang sang cái này đi. Mình muốn lấy sát thương bộc kích cơ. Bên này thì ăn phát hai dòng này rồi. Không ăn thua nhỉ? Hoa giác đấu đều quá nhỉ. Anh em có thích xem không? Mình đập luôn cho anh em xem. Đập cái hoa này lên. Thay hoa này. Hoa này thật ra thì cũng bình thường thôi. Không, hoa giác đấu đầy mà. Anh vứt bớt rồi đấy. Không mồi đâu. Một phát ăn luôn. Tại cái hoa giác đấu này nó cũng có mạnh đâu mọi người. Hoa này có mạnh đâu. Thử một phát nhá. Thử một phát đi nhá. Đúng rồi, một phát ăn luôn mới xịn. Thử một phát cho anh em xem nhá. Tối thiểu là vào một dòng sát thương bạo kích là chấp nhận được rồi. Một dòng sát thương bạo kích là chấp nhận được rồi. Còn nhiều hơn thì ngon. Đập luôn nhá. 3 2 1 đập này. Không, anh không chơi lên 4, anh chơi luôn. Sao mọi người? Toang rồi anh em ạ. Toang rồi. Toang thật rồi. Thôi. Tầm này không còn gì để mất nữa. Đập luôn mấy cái khác nhá. Tiện thể đang có 200 anh em ở đây. Quất luôn. Mình chơi hết cái hoa giác đấu của mình luôn nhá. Wow. Sao nó vào HP nhiều thế nhở? Nó vào HP nhiều quá nhở? Còn hai cái tỷ lệ bạo kích này. Thế các bạn có phải HP này không? Không, làm gì chơi hụt tao. Cứ phải kiên trì mọi người ạ. Đây này. Wow. Sao vào tinh thông nhiều thế? Gì đấy? Thôi anh em để mình làm một phát cuối cùng nhá. Cho mình làm một phát cuối cùng đi. Vẫn còn một cái hoa cuối cùng này. Mai chúng ta lại farm tiếp có gì đâu. Nhá. Yeah. Hãy
Không, quả này được đấy. Nó thêm một dòng sát thương bạo kích cho anh em. Ngớ hết cả mắt ra luôn này. Wow. Tạch hết rồi anh em ạ. Khó quá nhờ. Con đường này cảm giác nó gian nan quá nhờ. Hết sạch hoa rồi. Em tin anh nhưng mà anh sai rồi. Buồn quá. Hôm nay chơi vậy là đủ rồi à? Làm gì có gì đâu mà liều. Còn mỗi cái đập nốt cái này nhá. Toang rồi anh em ạ. Wow. Được rồi, sau nick của Tùng Nguyễn cho mọi người xem này. Sau nick của người chơi chất chơi nhất ở đây này. Tìm xem nick của ai chất nhất nhá. Tìm xem nick của ai chất nhất. Ô, sao chỉ xem được 4 nhân vật nhỉ? Thôi xem 4 nhân vật cũng đủ rồi. Cho mọi người xem nick của Tùng Nguyễn nhá. Xiao này. Cũng mệnh 6 nhá. Hỏa Phác Diên tinh luyện 5 này. Sao ADC là sao? ADC Gaming hả? Ái sao kênh lớn hả mọi người? Có cả tích đây cơ à? Được, sau xong nick của Tùng Nguyễn sau đấy vào nick của ADC Gaming nhá. Tính luyện 5 nhá. Bàn nham kết lục này, Jin này. Tinh luyện 6 này. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tìm xem là nick của ai là đỉnh nhất ở đây nhá. Nick của Tùng Nguyễn có Xiao cung cung mệnh 6 này, Hỏa Phác Diên tinh luyện 5 này, Jin cung mệnh 6 này, Venti này, cung mệnh 6 này. Tiếng thời dài vô tận. Tự nhiên mà mọi người bảo ADC thì mình giật cả mình, tưởng là đang lộ lộ mất cái gì. Thì ra là kênh lớn. Kênh của Tích là kênh lớn rồi đấy nhỉ. Mình thấy ở đây nó cái tên của kênh nó có cả cái viền đen luôn cơ. Không, không phải pha ke đâu, mà là mỗi cái kênh YouTube ấy thì có nhiều người có thể quản lý được, hình như là thế. Anh em thấy Trượng Hộ Ma tinh luyện 5 chưa? GA ác. Có anh em nào thích ác này không? Để tặng. Cung mệnh 3. Anh em chiếp ngưỡng đi. Hỏa Phác Diên tinh luyện 5.
HP tăng 40% này. Các bạn thấy nick nào như thế này chưa? Các bạn đã thấy chưa? 64 và 209 này. 37.000 máu. Tấn công là 1.000, 1.001. Xeo nhá, xeo vũ khí để xem hỏa khắc diên nào. Khi cộng dồn đầy sẽ tăng 24% sát thương. Chỉ số đây, chỉ số rất là ngon rồi. Ừ, Tùng Nguyên có ở đây không? Các bạn ấy bảo là chục cây đường cùng quái sói có đúng không? Tùng Nguyên quay Homa thì được bao nhiêu cây đường cùng quái sói? Jin cung mệnh 6 nhá. Jin cung mệnh 6 nhá. Đây, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn người chơi Tùng Nguyên. Đấy, chỉ còn 5 cây đường cùng của sói thôi. 5 hộ ma và 5 đường cùng của sói. Tùng Nguyên á? Ừ, Tùng Nguyên ở đây không phải là Tùng ở bên kia đâu nhá. Tùng ở đây không hiện đâu. Đây là Tùng đam mê chứ không phải là Tùng nghiện. ADC Gaming. Mình là người chơi chỉ nạp lần đầu. Nhưng mà mỗi lần mình nạp 20 củ. Hôm nào mượn Tùng cái nick này quẩy cho anh em xem nhá. Test đam các thứ chơi cho anh em xem nhá. Hôm trước có chơi một lần rồi. Vào đánh nhanh quá chóng hết cả mặt nên là mình cũng phải đánh từ từ theo. Jin tông thất, kiếm bàn nham. Jin thì Jin có cung mệnh là ngon này. Không nhấp được. Ôi cái lông này ngon thế. Ui. Không những là cung mệnh cao mà đồ còn ngon nữa anh em ạ. Anh em thấy cái lông chưa? Anh em thấy cái hoa chưa? Chúng ta bói thử cái mũ này nhá. Mũ thì tạm được, mũ thì khó farm. Ly này. Ly tấn công. Đồng hồ cũng được, nói chung là hai cái món kia là ngon nhất. Đồng hồ thì tạm được thôi. Cái lông và cái hoa là ngon nhất. Được, ly này là ngon. Ôi, ly này là ly của bộ phong luôn đấy. Nhưng mà Xiao này là Xiao 4 4 phong hả? Đồng hồ này. À không, nick này không à không chưa farm ra được bộ giác đấu nên là hiện tại đang dùng 4 phong luôn. Ngon quá nhỉ, ngon thế này cơ mà, 28,7 này. Táp táp hả? Thật ra thì anh không biết điện thoại nhưng mà anh có nghe nói là hiện tại thì trên Tap Tap đang tải bị lỗi hay sao ấy. Cái nón thế này là cũng ngon rồi. Ừ xem.
Xeo đi support. Venti thì chắc là dùng đồ tạm thôi, tại vì là đồ ngon thì nhường cho Jin và Xiao rồi. Ok, QBC đợi mình tí nhá. Bộ này vẫn hơi khó farm. Đây, cái này ngon nhất này. Cái này ngon thế nhở. Ui, mọi người thấy cái lông lông thế giới đấy. Ừ, Aileen đợi mình tí nhá. Aileen đợi tí nhá. Mọi người thấy cái lông của tao thế nào? Thấy cái lông thế này. Lông của tao thế nào? Lông HP. Đợi tí nhá, mình sẽ thử thiết lập cho mọi người xem. Đây, nick của bạn này này. Mở ra 8 nhân vật 5 sao rồi. Mà mới có level 49 thôi, cấp thế giới là 6 nên là chưa lên 90 được. À, chỉ sâu 8 nhân vật thôi. Chỉ sâu 8 nhân vật thôi. Đấy, các bạn nhìn đấy. Các bạn nhìn vào cái này là các bạn biết rồi đúng không? Các bạn biết rồi đúng không? Ừ, Hoành đố với bạn có sục râu không? Nếu mà có sục râu thì nó sẽ đỡ đi một tí, dễ đi hơn một tí. Ở QBC Gaming đợi một tí nhá. Các bạn nhìn đi lúc cùng mạnh 2 là các bạn hiểu rồi đúng không? Chúng ta thử sang Chi Chi nhá. Wow. Đó, các bạn hiểu rồi đúng không? Các bạn nhìn thôi là các bạn hiểu rồi đúng không? Trở lại nghèo khổ này. Giá rét thấu xương này. Thăng thiên bảo cáo này. Khoan là nha, chúng ta xem những cái con là ở trong banner thường này nhá. Chúng ta xem những cái nhân vật banner thường đó. Jin nhá. Jin cung mảnh 1. Jin cung mảnh 1. Cái Trinh nhá. Cái Trinh không có cung mệnh. Thử xem là Mona nhá. Thử xem nữ hoàng lịch Red Mona có cái gì nhá. Không, không lệch. Đi lúc là nhiều nhất. À, ôi, Chi là nhiều nhất. 80 viên thưởng ra đi lúc hả? Đây là ra tận 3 đi lúc cơ mà. 3 đi lúc 4 Chi. Chai ồ này. Hình như là tạch rết hơi nhiều các bạn ạ. Có thể là tạch rết hơi nhiều. Nick rôn chính thì không được. Đây là người chơi hệ tạch rết hơi nhiều rồi. Ok. Có vẻ là bạn ấy roll cứ roll một phát thì tạch một phát. Ở đây có Cli, Zhongli, ba. Không, có thể là có một dàn nhân vật 5 sao ở phía sau rồi đấy, có 5 sao ở phía sau nữa. Nhưng mà chỉ sâu 4 nhân vật này thôi. Đúng rồi, một từ thôi, Rick. Đó. Ok.
Xem nick của người chơi. Người chơi hệ cổ tích nhá. Đó, được rồi mọi người ạ. Cung mệnh Theo mấy? mọi người là Zhongli cung mệnh mấy? Cung mệnh không? Không, cái thời Zhongli là nó cũng lâu rồi. Cái thời Zhongli mà lúc mà nó mới ra bị mọi người chửi nhiều quá ấy. Nên là có thể là sắp tới Zhongli thì Zhongli này có thể là sẽ mạnh hơn. Zhongli theo kiểu sát thương đúng không? Hiện tại thì chưa có set nào chính thức nhưng mà lắp theo kiểu là có đồ là lắp. Uầy, Zhongli này ngon phết đấy. Chỉ số ngon đấy. Được. Đây mình đoán là cái chủ ác này sẽ lấy thánh di vật rất là gì nhở, gọi là gì nhở, không biết là gọi là gì, nhưng mà thường là cái chủ nick này sẽ lấy cái thánh di vật mà có hai cái dòng này, dòng tỷ lệ bảo kích và sát thương bảo kích, thì lúc đấy mới bắt đầu đập, mọi người hiểu không? Hay là lắp đồ đổi với nhau nhỉ? Không. Chủ nick này sẽ chơi theo cái kiểu là thánh di vật ngon chứ không phải là chơi theo kiểu bộ thánh di vật, mọi người hiểu không? Mình thử xem có đúng không nhá. Thử xem có đúng không nhá. Thường là thánh di vật sẽ có hai cái dòng tỷ lệ bảo kích và sát thương bộc. Và sát thương bảo kích thì chủ nick này mới đập lên. Không phải. Không phải mọi người ạ. Cũng gần phải đấy, đây. Gần phải. Đấy, nón. Đó, thấy chưa? Thì cái nick này farm thánh di vật rất là nhiều đấy. Farm nhiều thì mới ra được những cái thánh di vật như thế này. Có hai cái dòng sát thương và tỷ lệ ở trong cái thánh di vật đấy. Thì lúc đấy mới bắt đầu đập lên. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, chỉ nhìn như thế thôi là mọi người sẽ biết là tốn hơi bị nhiều nhựa rồi đấy. Đây này, ly cũng thế này. Còn cái đồng hồ thì có lẽ là đồng hồ khó farm quá. Không dễ farm đâu. Cung mình một. Hỏa phác diên. Thiên phú á. Thiên phú 988. Thì nick này có thể là nick này không cung mệnh cao đâu, nhưng mà nick này sẽ đầu tư vào thánh di vật 68 và 201 này. Hu tao. Thấy chưa? 59 và 245 này. Cũng mạnh không? Và Trượng hộ ma tinh luyện 2. Đó, thì cái thánh di vật khả năng cao là sẽ gọi là gì nhỉ? Cầu toàn đúng không? Nick này farm thánh di vật cũng hơi bị tốn đấy. Mọi người thấy chưa? Thì tỷ lệ bộc kích và sát thương bộc kích thì mới đập lên. Đó, không phải đùa đâu.
Hơi tiếc là không có cung, không có Hu Tao cung mệnh một. Tại vì Hu Tao cung mệnh một nó rất là quan trọng nếu như mà những người nào có tiền. Thật á? 40 lần mà ra hai trượng luôn á, kinh thế. Nhưng mà mình đoán là farm thành chi vật rất là miệt mài luôn đấy. Cho mọi người xem này. Lông là hai dòng nhá. Hoa này, hai dòng. Tỷ lệ và sát thương. Nón. Nón tỷ lệ, dòng dưới là sát thương. Ly. Ly thì ngon rồi, ly không cần hai dòng thế này là ngon rồi. Đó, đồng hồ cũng thế. Đây, đồng hồ cũng thế mà. Không. Gần như là các cái thánh di vật thì bạn ấy sẽ cố gắng farm cho được hai cái dòng tỷ lệ và sát thương, sau đó rồi mới đập lên. Ừ, Hu Tao thì mình vẫn thích cả ma nữ hơn. Đó, các bạn muốn xem bao nhiêu cây kiếm chó đúng không? Đây. Không có. Đi lúc tế lễ. Ừ, Hu Tao hiền nhân cũng được. Thật ra thì hiền nhân cũng được mọi người ạ. Nhưng mà cái game này là game game mà nguyên tố ấy, nên là có những con quái nó có cái nguyên tố trên người, thì những cái bộ đấy thì huyền nhân nó không tận dụng được. Mọi người thấy không? Đây này, phân tích nhá. Đại kiếm tế lễ, đại kiếm tế lễ, nhưng mà thánh di vật thì lại 55 và 151. Nên là chỉ số cũng khá là kinh đấy. Chỉ số thánh di vật của Đi Lúc cũng khá là ghê đấy, không phải đùa đâu. Nón thì bình thường này. Ly này. Ly sát thương mộc kích 19,4% này. Mười phẩy năm phần trăm. Cái lông này thì mình đoán là lông này sẽ là nhiều sát thương mục kích này. 14,8 cũng bình thường mà nhỉ. Vậy là chỉ có cái này nhiều và cái nón nhiều. Cái này và cái nón thì cộng lại, mấy cái này cộng lại là tầm 100 rồi. Vậy thì cái hoa là nhiều đúng không? Hoa sẽ là sát thương mục kích nhiều. 20,2. Mọi người đã thử như thế này chưa? Các bạn đã thử như thế này chưa? Tức là các bạn không không chú trọng vào cái set thành nhân vật mà farm cái nào ngon thì lắp vào luôn. Thật ra thì cũng không phải là khó farm quá đâu, tại vì là cái nào ngon thì lắp vào thôi, chứ không phải là ghép thành một set. Tiếp theo là Abydos nhá. Thần kiếm Lê Minh. Đúng. À, đỉnh thế nhỉ? 24,1 à? 24,1 cộng cho 28 là trên 50 rồi đấy. Phương Tây Nguyễn đợi mình một tí nhá. À, mọi người cứ đợi nhá. Thì nếu mà hôm nay không xem được thì mình để hôm khác mình xem nhá. Hôm nào đấy mình dành buổi live tiếp theo, mình dành riêng một buổi chỉ để xem thôi nhá. Hoa thì chưa có phòng ngự này. Cái nón này mình đoán là sát thương bộc kích. Tỷ lệ 5,7, phòng ngự 19,7. Hoa thì đỉnh rồi. Hoa thì ngon rồi. Đấy, thánh di vật ở đây toàn là kiểu cái dạng như thế này thôi. Sát thương một kích và tỷ lệ bảo kích. Đồng hồ. Sát thương bảo kích. Phòng ngự 1,6.
1600. Venti. Venti cầm cung Tây Phong cũng ngon này. À, Venti này chắc là không có đồ. Hoặc là lắp đồ cho có thôi. Phải không? Lắp đồ cho có thôi. Đồ thì nhường cho Xiao rồi. À, cái này cũng được này. Venti này thì sẽ là đồ chấp vá thôi. Chi chi thì mình đoán cũng là thế. Hiệu quả 5 nguyên tố. Kiếm. Tây Phong kiếm. Đó, hết. Hết rồi nhá. Phương Tây nhắn cho mình cái UID được không? Đổi qua nick Phương Tây xem nhá. Ok. Không, bạn ấy cũng không không cài nhiều đâu. Bạn này cũng không không cài quá nhiều đâu. Như thế là cũng chơi được rồi. Không, mình đoán bạn ấy là cũng chơi nhưng mà bạn ấy không chơi kiểu tập trung vào game này quá. Ok, mình sẽ xem cho Phương Tây Nguyễn, sau đấy thì mình xem cho QBC Gaming nhá. Đó, nick của bạn ADC Gaming này, bạn ấy farm cũng khá là ấy đấy. Ừ. Nói chung là chơi thì game này nó mới nên là người ta thấy hay thì cũng chơi thôi. Nhưng mà không phải là tập trung chơi quá nên là chơi như thế là được rồi. Tại vì chơi cái trò này nó cũng khá là tốn tiền đấy mọi người ạ. Hình như Phương Tây có Ganju. Ganju ngon đúng không nhỉ? Ơ? 35 và 236. Đó. Mỗi ngày vào farm 10 lần thả di vật. Tức là 4 cộng 16. Mỗi ngày được free 4 lần đúng không? 4 lần và cộng 16 là 6 x 40. 240 nhiêu ạ? Tức là mua thêm 5 lần nữa. Mua 5 lần nhựa. Mọi người muốn xem chỉ số của Ganju không? Dành cho những ai muốn tham khảo nhá. Đây này, Ganju này cũng... nhưng mà ly xong, sao bạn ấy chưa đập lên? One ly. Ly ngon thế. Ừ đúng rồi, 250 nhựa một ngày. Là mua 5 lần. À không, hình như không phải mua 5 lần nhỉ. Chúng ta xem chỉ số Ganju nhá. 236 này. Ngon. Ngon nhưng mà sao chưa đập lên nữa. Đập cái này ăn một phát nữa thì ngon. Đây. Đồng hồ này thì cũng ngon rồi đấy. 20,2 và 7. Wow. Mọi người thấy cái hoa cái đỉnh không? Mọi người thấy cái hoa đỉnh chưa?
Hoa này mình đoán là ăn hết vào tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích rồi. Mọi người thấy hoa này chưa? Hiện tại thì tỷ lệ là khoảng... Thật ra thì đồ không có nhiều nên là không biết phải lắp như thế nào nữa. Thì ghép giống như là bên của nick của ADC Gaming đấy. Tỷ lệ hiện tại là khoảng 35. 35 thì bắn thêm một phát. Bắn một phát thì nó sẽ cộng thêm 20 là 55 rồi. Lắp thêm một bang nữa thì là được khoảng thêm 15 nữa. Là đủ rồi. 55 là thành 70% rồi đấy. Ganju nó chỉ cần thế thôi. Ok, bắt được Neko này, vào cho Neko một phát này. Wow. Neko hả? Neko nick của em mạnh thế này rồi cơ mà. Có gì nữa mà sâu? Có gì nữa? Có gì nữa mà tư vấn? Đây anh xem nào. Hỏa phác diên. Wow, nick của Neko đỉnh thế nhỉ. Review thành nhân vật. Anh em thấy thành nhân vật chưa? Thấy cái lông chưa? Không mọi người ạ. Về cái phần thánh di vật đôi khi nó cần đến cả nhân phẩm rồi đấy. Có khi mình đổ rất nhiều nhựa vào mà chưa chắc đã farm được cơ. Lông nhá, hoa này. Ui, ngon thế. Lông thì 34, hoa thì 27. Nón. Nón gọi là được. Được. Không hẳn là quá mạnh nhưng mà được. Như cái này cũng gọi là tạm được rồi, tạm được thôi. Nhưng mà ít ra là nó thuộc bộ phong nên là chấp nhận được. Cùng tao 275 sát thương bổ kích đó. Ngon đấy. Ok, xem là Zhongli với Abedo. Rượng hồ ma. Ôi. Zhongli này mà thả một quy bao. Zhongli của em thả một quy bao nhiêu đam đây? Zhongli của em một quy bao nhiêu đam? Một trăm mấy nhỉ? Chắc phải trăm mấy đấy. Ua. Gì đây? Kinh thế hả em? Sao kinh thế? Nick này của em hả? Sao nick của em kinh thế? Đây tổng cộng là 7 Zhongli đúng không? Tổng cộng là 7 Zhongli đúng không? Người 7 Zhongli, người không phát nào. Review thành nhân vật thôi anh à. Review thành nhân vật thôi đúng không? Không mở cung mệnh ra anh em lại liều. À, anh em lại trầm trồ. Ok. À, 59,4 này và sát thương một kích là 233.
Lông thì ngon này, lông thì ngon. Lông thì ngon nhưng chưa hẳn là thế giới. Hoa xem nào. Ô. Mọi người gặp cái hoa nào bao giờ, mọi người gặp cái hoa thế này chưa? Các bạn đã gặp cái hoa thế này chưa? Lúc này thì chúng ta gặp cái sát thương một kích 35% thì của mình cũng có này, của bên phương Tây Nguyễn cũng có này. Của bạn phương Tây cũng có này. Bây giờ bên này còn có thêm cả tỷ lệ bảo kích 7% nữa cơ. Anh em thấy cái hoa nào như thế này chưa? Hoa này mình gọi là hoa thế giới này. Lông bình thường đúng không? Không, lông này là ngon rồi, không phải thế giới nhưng mà lông ngon rồi. Mú nào. Mú được. Mú gọi là được. Không không thọt đâu. Tỷ lệ crit nó rơi vào khoảng năm mấy 60 rồi đấy. Thế á? Được, hoa. Thế là ngon rồi đấy mọi người ạ. Farm được cái ly mà có dòng tỷ lệ và sát thương là bạn ngon rồi đấy. Có thế á, thế là cổ phương Tây cũng ngon rồi đấy. Wow, cái này cũng không, Zhongli này không phải là Zhongli tấn công, mà Zhongli này vẫn có HP. Vẫn có HP nhá. HP nhưng mà HP sát thương bạo kích 34,2% cơ. Mai mình sẽ xem lại cái livestream này, sau đấy mình sẽ tổng hợp những cái món đồ thế giới cho mọi người cùng xem nhá. Mình sẽ cắt ghép những cái thánh y vật thế giới của các bạn ấy vào cho mọi người cùng xem. Được không? Mình cắt thành một cái video cho các bạn cùng chiêm ngưỡng nhá. Kiểu như là bảo tàng ấy. Đó. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy Zhongli chưa? Zhongli 233,5 sát thương bạo kích và 60,4% tỷ lệ bạo kích. Quá đỉnh rồi. Đấy. Đấy, mở qua một tí. Đấy, thấy chưa? Vàng chóe luôn. Ok. Không có cung mệnh. Thế á? Nguyễn Lê Vũ có cái đấy á. Thế Nguyễn Lê Vũ để lại cho mình cái GUID đi. Sau đấy thì tí nữa hoặc là mai mình sẽ vào xem, sau đấy thì mình sẽ cắt ghép. Cắt ghép thành một cái video có những cái thành vật thế giới. 2.400 phòng ngự nhá. Sang đâu rồi? Hình như là ngang với sang luôn, nhưng mà 183. Hoa nhá. Hoa này. Wow, theo mọi người hoa này có ngon không? Thế các bạn thì hoa này có phải ngon không? Đúng rồi, trên 40% không phải là thế giới nữa rồi, mà là chúa luôn rồi. Ừ, chưa từng cây Lê Minh. Lê Minh thì nó sẽ cộng thêm mà thêm cái tỷ lệ bộc kích thì nó sẽ là cân đối luôn. Ai vừa hỏi là Rosalia đấy nhỉ? Không phải ác chính của mình đâu, ác của các bạn thôi. Nick của mình không được như thế này đâu. Ừ, có một bạn vừa hỏi là có nên lên Rosalia cung mệnh 6 DPS hả? DPS có cần lên cung mệnh 6 không á? Anh nghĩ là có đấy em ạ. Anh nghĩ là có đấy. Bạn ấy vừa hỏi qua ngân hàng luôn, là nên là mình xin phép trả lời luôn nhá. Thì mình nghĩ là Rosalia thì cần có cung mệnh 6 để chơi DPS hoặc là chơi support. Nhưng mà anh nghĩ là không nên lấy lần này đâu, nếu mà lấy lần này thì nó hơi khó. Thì có thể là chia ra lấy hai lần đi. Lần này lấy khoảng cung mệnh 3 đi, sau đấy thì sang cái banner tiếp theo, lần xuất hiện tiếp theo ấy thì lấy cung mệnh 3 tiếp. Tại vì là Rosalia thì thật sự thì khả năng DPS của nó cũng không mạnh lắm đâu. Gọi là chơi được thôi. Còn nếu em mà đầu tư đến khoảng cung mệnh 6 thì anh nghĩ là không nên chơi Rosalia DPS.
Lúc nào anh sẽ nói cái đấy rõ hơn ở một cái video sau nhá. Thank you em nhá. Em nào ấy nhá. Lúc nãy mình có thấy rồi nhưng mà mình quên mất. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn em và cảm ơn bạn Phương Tây Nguyễn nhá. Hỏi trên này cũng được. Thì mình cũng nhiều tin nhắn quá, mình cũng chưa trả lời kịp. Ok, chúng ta đảo quá. Hoa thế này là nhá, Rojalia thì lúc nào anh sẽ làm một cái clip, anh sẽ nói riêng về cái đấy nhá. Nhưng mà anh nghĩ là vẫn nên lấy cung mệnh 6 nếu em có thể, nhưng mà nên lấy hai lần thay vì là nên lấy một lần. À, thay vì là lấy một lần nhá. Nó sẽ tốn kém quá. Lú cả rồi mọi người ạ. Đỉnh thế nhỉ. Không cần mú sát thương một kích hoặc là mú tỷ lệ một kích. Lấy luôn mú phòng ngự và có luôn cả hai dòng sát thương và tỷ lệ. Theo mọi người thì thế nào? Phòng ngự và sát thương này. Uầy. Sao mà farm được hai món đỉnh thế nhỉ? Farm được hai món đỉnh thế nhỉ? Hoa và lông này. Như thế này là ngon rồi đấy. Mình nghĩ như thế này nó là cân đối đấy, thay vì là tập trung quá vào sát thương và tỷ lệ. Ok, mình đọc một số cái tin nhắn nhá. Anh có gợi ý như thế nào về việc farm thánh di vật á? Thì lúc này mà em có xem ấy, thì có mấy bạn ấy mà khó farm thánh di vật của một bộ quá thì em có thể lắp lội tung phèo lên cũng được. Miễn sao là cái chỉ số của nó đẹp. Sau đấy thì em farm theo bộ sau. Tại vì farm theo bộ ấy, thật ra nó cũng rất là mệt luôn. Em cứ farm cho đủ chỉ số ngon là được. Tùng Nguyễn thấy hơi buồn đúng không? Hơi chạnh lòng đúng không? Thế luôn, farm thánh di vật phải gọi là nhân phẩm đấy Neko ấy. Neko farm cái này có mất nhiều thời gian không? Thế luôn, nick của Neko trông mạnh thế nhỉ? Sao mạnh thế nhỉ? Ừ, Tùng Nguyễn cũng chơi sau mà. Chơi lúc CL mới ra đúng không? Sao em farm kinh thế? Toàn. Thế á, Nhật ra không được á? Nhật ra hình như là mình đi nick của Nhật ra rồi đúng không? Cho mọi người xem của Đinh Quang này. Nick này không phải là quay chúa đâu mà là nhân phẩm chúa anh em ạ. Sao lại đập được những cái lông nó như thế này nhỉ? Sao lại đập được những cái lông nó như thế này nhỉ? Sao em đập được những cái món đồ mà nó nhiều sát thương một kích thế này nhỉ? Hoa này. Nó không phải là quá đỉnh đâu nhưng mà nó như thế là được rồi. Được, đồ của Ninh Quang thì tạm được thôi. Cái này là ngon rồi đây. Tạm ngon rồi. Ôi. Ôi. Sao nick của em kinh thế? Nick của em còn kinh hơn cả nick của anh đấy. Nick của anh chả là cái gì cả. Ừ, Long Hoa thì dễ.
Hoa thì lúc nào cũng là ngon nhất. Kinh không mọi người. Đây. Sao đỉnh thế nhỉ? Cái mú cảm giác là cái mú vẫn khó farm đấy. Treo được. Ngon, cái này ngon. Ok, em tủi thân lòng đúng không? Anh thấy sâu. Uầy. Đấy mọi người thấy không? Không biết là bao nhiêu món à. Sát thương bộc kích lớn hơn 30% rồi. Thế luôn đập được những cái món kinh khủng thật đấy. Mỗi ngày em nạp bao nhiêu lần nhựa? Không, clean thì chắc là không chơi rồi. Clean chắc là đẩy rồi. Ok. Mình sẽ dừng nhá. Dừng để anh em đỡ ấy nhá. Anh em đỡ trầm cảm nhá. Xem lại cảm giác này. Thiên phú thì xem cái gì nữa. Thiên phú thì đến đây thôi. Ok. Bằng nguyện muốn sâu à. Thế giới đúng không? Nhưng mà anh không biết là nó đang nằm ở đâu cơ. Anh sẽ xem từng nick của em nhé. Ok. Noel thì mới 60 này. 237. Phượng Hoàng. Ok, hello Phượng Hoàng nhé. Được. Tỷ lệ 12,4 là tức là đập vào 3 lần rồi đấy mọi người ạ. 12,4 tức là dính vào 3 lần đấy. Được. Được. Nhưng có thể món thế giới không nằm ở đây rồi. Anh sẽ tìm cái món thế giới của em nhé. Trong đây có những ai có sát thương bạo kích lớn hơn 40% không? À, nick này. Bên này chưa đập. Ok, lông đoàn hát đúng không? Để anh tìm nhá. Không phải xem ở đây mà xem ở đây cơ. Đây. Uầy. Đây. Đây chính là top 1 của hôm nay. Thank you những người đã donate cho mình hôm nay nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Cảm ơn Bằng và Bảo Lâm nhá. Mọi người thấy không? Các bạn thấy cái lông này ngon như thế này chưa? Nó không chỉ là sát thương bộc kích 42% mà nó còn có một cái dòng tỷ lệ bộc kích 3,9% nhá. Anh em thấy chưa? Các bạn thấy các bạn có buồn không? Các bạn thấy các bạn có buồn không? Thề luôn mình cầm cái lông này mình cũng đang sợ quá. Mà Ganju lại không build chứ. Ganju lại không build chứ. Long đoàn hát nhưng mà Ganju thì lại không build. Ganju thiếu đồ.
Ganju thiếu đồ mọi người ạ. Không có đồ. À 43,5% hả? Thật ra thì cái này nó có hai cái dòng, nó là một là cái 6,7% á và một cái là 7,7% á. Cái này thì chắc là 6,7% nhưng mà nhân 5 lên. Farm được cái lông nên là nó lấy hết nhân phẩm rồi, nên là không không thể farm được cả bộ nữa.